Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến, có thể nói nắm trong tay quyền sinh quyền sát của một đất nước nên mọi thông tin của các nguyên thủ quốc gia đều khiến cho chúng ta đứng ngồi không yên. Vâng, và trước khi bước lên tới đỉnh cao của quyền lực thì các vị nguyên thủ cũng có cho mình những tuổi thơ dữ dội với những hoàn cảnh khác nhau. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Tốt Một chúng mình đi nhìn trộm tuổi thơ dữ dội của nguyên thủ quốc gia Việt Nam và trên thế giới nhé. Bật mí với các bạn rằng những câu chuyện có trong video ngày hôm nay sẽ là nguồn động lực to lớn giúp các bạn có thể theo đuổi đam mê cũng như là mục tiêu sống của mình đấy. Vladimir Putin từng là một đứa trẻ ngổ ngáo. Mở đầu cho series ngày hôm nay là một nhân vật mà khi vừa nhắc đến, ai cũng phải kính nể trước quyền lực của ông. Vâng, không ai khác, chính là Thủ tướng Nga Vladimir Putin, một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh. Gia đình Putin sống ở tầng 5 một chung cư, cuộc sống ngột ngạt do họ phải chia sẻ căn hộ với hai gia đình khác. Phần nhà của họ chỉ là một căn phòng rộng 20m², không có cửa sổ, không nước nóng và phòng tắm riêng. Nhà vệ sinh chung thật kinh khủng, bồn rửa chén và bếp bố trí ở hành lang cho ba gia đình cùng sử dụng. Cha mẹ Putin kết hôn khi họ mới 17 tuổi. Putin có hai anh trai đã qua đời khi còn rất nhỏ. Và có lẽ đó là lý do mà mẹ Putin sinh ông ra khi đã 41 tuổi. Hoàn cảnh kinh tế gia đình vô cùng khó khăn nên mẹ của ông Putin không từ chối bất kỳ công việc gì để có thể kiếm tiền lo cho gia đình. Có thể các bạn không tin nhưng Putin từng là một đứa trẻ ngổ ngáo. Trong mắt cô giáo và bạn bè, tuy vóc dáng mảnh khảnh nhưng chưa biết ngán một ai, luôn sẵn sàng choảng nhau với ai đó mà không cần biết lý do. Putin cũng chẳng ngại va chạm, thậm chí với những đứa trẻ nhiều tuổi hoặc to xác hơn mình nhiều. Ông biết đánh, đấm trước khi biết đi học. Lúc 10 tuổi, Putin đã tìm học kỹ năng đánh nhau. Chính lối cư xử kiểu đường phố khiến mãi đến năm lớp 6, Putin mới được kết nạp vào đội thiếu niên, trong khi hầu hết trẻ con thời ấy vào đội thiếu niên từ năm lớp 4. Ngầu từ bé là có thật anh em nhỉ? Những cuộc chiến trên đường phố giữa bọn trẻ nghịch ngợm là lò đào tạo cho Putin bài học đầu tiên về lòng quả cảm, chiến đấu đến cùng, không dồn ép và xem thường ai, nhưng cũng không bao giờ nhân nhượng khi bị khiêu chiến. Tuổi thơ dữ dội đó đã góp phần tôi luyện thành ý chí và nghị lực rắn như thép ẩn bên trong phong cách ứng xử linh hoạt và tính khiêm nhường của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ. Cậu bé ngổ ngáo ngày nào giờ đã vươn lên đến đỉnh cao quyền lực khiến cả thế giới phải canh chừng. Từ thiếu gia ngỗ nghịch đến Tổng thống nước Mỹ. Một vị nguyên thủ sở hữu gen giang hồ từ khi còn tầm bé, ngổ ngáo không kém gì ông Putin, đó chính là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đằng sau một tài phiệt lớn nhất nhì nước Mỹ, một cựu Tổng thống sáng giá như Donald Trump là một quá khứ vô cùng dữ dội. Nó dữ dội ra sao thì hãy cùng tìm hiểu nhé! Donald Trump là con thứ tư trong một gia đình 5 anh chị em. Cha của Donald Trump là một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. Thời mẫu giáo, Trump theo học tại trường tư thục Key Forest. Ông thuộc nhóm bé trai hay giật tóc các bạn gái, nói chuyện riêng trong lớp, ném giấy và đập phá bàn ghế. Sở hữu một bảng thành tích cá biệt như thế, ông Trump đương hoàng đứng vào danh sách những học sinh phá phách nhất lớp. Lớn lên một chút, mối quan tâm chủ yếu của ông là bày trò phá phách. Vào năm học lớp 2, ông đã đấm giáo viên dạy nhạc bầm cả mắt vì không biết gì về âm nhạc. Đúng là hết nói nổi luôn mà. Trong mắt bạn bè cùng lớp, Trump là một người vừa thân thiện vừa kiêu căng. Trump luôn khoe khoang với khối tài sản của cha mình. Donald Trump đã lớn lên và trưởng thành trong lò kinh doanh bất động sản của cha ông. Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Donald Trump làm việc ngay tại công ty của cha mình. Cho đến năm 1974 thì Donald Trump mở công ty kinh doanh riêng, sở hữu cho mình vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời của vị tài phiệt nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ chính là thời khắc ông trúng cử Tổng thống nước Mỹ. Tổng kết lại là, chúng ta có thể học Trump cách kinh doanh, cách kiếm tiền hay cách ông chạm tay vào đỉnh cao quyền lực của nước Mỹ. Tuy nhiên, đừng có ai dại mà học theo thói ngỗ ngược hồi Trump còn chẩu tre nhé. Chuyện khó tin về tuổi thơ của ông Kim Jong-un. Nếu được hỏi về người đàn ông bí ẩn nhất thế giới, không biết anh em thế nào chứ riêng với Tốt Một chúng mình, câu trả lời vẫn luôn là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mọi thông tin về ông đều rất hiếm. Nếu có được tiết lộ thì cũng là những nguồn tin mật và cả câu chuyện về tuổi thơ của ông cũng không ngoại lệ. Anh em có biết gì không? Đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto trở thành một cái tên được giới truyền thông săn đón trong những năm gần đây. Ông trở nên nổi tiếng không phải nhờ vào tài nghệ nấu nướng, mà do ông là người nước ngoài hiếm hoi có cơ hội tiếp xúc với hai đời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un. Phục vụ trong gia tộc họ Kim suốt 13 năm, ông Fujimoto trở thành một người thân thiết trong gia đình và lưu giữ nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của ông Kim Jong-un.
Từ khi 6 tuổi, cậu bé Kim Jong-un đã suốt ngày quẩn quanh bên người đầu bếp già đến từ Nhật Bản. Họ đã chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng trên một chiếc giường. Ông Kim từng rất thích mô hình máy bay và tàu thuyền. Cố chủ tịch Kim Jong-un, cha đẻ của Kim Jong-un, được cho là đã yêu cầu cấp dưới cải tiến một chiếc xe hơi riêng để con trai có thể học lái khi mới 7 tuổi. 7 tuổi, người ta đã có trong tay cả gia tài khủng. Mình 7 tuổi còn chưa biết được mùi tiền, nghĩ mà hơi tủi thân. Sự thật ngã ngửa nữa đó là ông Kim Jong-un được cho là sở hữu một khẩu súng lục loại Colt 45 khi mới 11 tuổi. Phải nói là quá ghê gớm, ông Kim Jong-un ghét việc bị đối xử như một đứa trẻ. Trong những đứa trẻ khác, Jong-un luôn là người lãnh đạo. Cậu bé luôn nói rõ suy nghĩ của mình và là một người quyết định mọi chuyện. Kể cả anh trai cũng phải làm theo ý cậu. Cậu rất mê mẩn môn thể thao bóng rổ. Chơi bóng rổ vào mỗi tối đã trở thành thói quen của Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng có một người bạn thân, đó là cựu ngôi sao bóng rổ lẫy lừng người Mỹ có tên Dennis Rodman. Khi 14 tuổi, cũng giống như mọi thiếu niên khác ở độ tuổi tò mò, cậu Kim Jong-un tập hút thuốc lá và uống khá nhiều rượu ở độ tuổi 15. Cũng vào thời điểm này, cậu Jong-un được gửi tới một ngôi trường tư dành cho giới quý tộc ở Thụy Sĩ. 18 tuổi, Kim Jong-un trở lại Triều Tiên và được gửi đến Học viện quân sự Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng. Dù đã ở độ tuổi này, nhưng Jong-un vẫn còn khá nhút nhát trước các cô gái. 18 tuổi, nhưng Kim Jong-un chưa hề có mảnh tình vắt vai. Nói đến đây, có anh em nào thấy nhột nhột không? Anh em ở độ tuổi này mà chưa biết mùi yêu đương là gì thì cứ bình tĩnh, không việc gì phải sốt ruột nhé. Đứa nào dám chê ế thì lôi ngay trường hợp của ông Kim Jong-un ra để chặn chúng nó lại nhé. Tuổi thơ nhiều biến cố của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi đã đi một vòng thế giới và khám phá tuổi thơ của một số vị nguyên thủ các nước khác, chắc hẳn các bạn đã rất tò mò về tuổi thơ nhà lãnh đạo Việt Nam đúng không? Phải lắng nghe câu chuyện về tuổi thơ dữ dội của bác mới hiểu được phần nào về vị lãnh đạo có vẻ ngoài chân chất ấy. Bác Nguyễn Xuân Phúc quê ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bác có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt là một tuổi thơ khó khăn. Năm 1945, bố bác tập kết ra Bắc. Năm 1965, sau trận càn của địch hòng chiếm lại vùng giải phóng, chị gái tên Nguyễn Thị Phụng tham gia du kích và hy sinh tại núi Hồn Cát. Mẹ bác sau đó cũng bị địch sát hại vào năm 1966, khi chúng phát hiện bà lập căn cứ nuôi dưỡng các cán bộ cách mạng nằm vùng, khi ấy bác mới 12 tuổi. Sau khi mẹ mất, bác Phúc sống cùng với chị gái, đồng thời được bà con xóm làng cưu mang đùm bọc đến khi tập kết ra Bắc vào khoảng những năm 1967-1968. Bác được mọi người nhận xét là một người thông minh, hiền lành, dễ mến và sống hòa đồng cùng với mọi người. Ngay cả sau khi trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, khi về quê, bác vẫn thể hiện là một người sống có tình, có nghĩa. Điều này khiến cho nhân dân địa phương rất khâm phục và quý mến. Sau này, dù tập kết ra Bắc từ rất sớm, nhưng bác vẫn thường xuyên về thăm quê hương khi có cơ hội, người dân xã Phú Quế nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung. Và đến bây giờ, khi đã ở đỉnh cao của quyền lực, bác vẫn luôn giữ cho mình một vẻ chất phác, giản dị mà nhân dân Việt Nam ai ai cũng yêu mến và kính trọng. Các bạn cảm thấy thế nào khi tìm hiểu đến đây? Hãy chia sẻ ngay suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé! Tuổi thơ khó khăn của nữ thủ tướng Phần Lan. Một nữ chính trị gia duy nhất trong video ngày hôm nay mà top 1 muốn nhắc đến đó chính là nữ thủ tướng Phần Lan, Sanna Marin. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô đã xuất sắc vươn lên trên con đường chính trị và trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan và cũng là trẻ nhất thế giới. Sanna Marin sinh năm 1985 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Phần Lan. Tuổi thơ của Marin rất khó khăn và không màu hồng như nhiều đứa trẻ khác. Bố mẹ Marin ly thân từ nhỏ và cô được nuôi dạy trong một gia đình đồng giới bởi mẹ và người bạn đời nữ. Điều này khiến cho Marin khó chia sẻ về gia đình mình với mọi người. Thời điểm những năm 2000, người dân Phần Lan còn rất khắt khe với các gia đình đồng giới và thường xuyên không công nhận họ như các gia đình khác. Sau đó, mẹ Marin và bạn đời chia tay. Gia đình cô gặp nhiều vấn đề về tài chính và thường phải chuyển đi khắp nơi. Để có tiền học phí và tiền tiêu vặt, cô phải đi làm việc thêm tại các tiệm bánh mì từ năm 15 tuổi và đi phát báo. Sau khi học xong trung học, Marin làm công việc thu ngân vài năm trước khi đăng ký học đại học. Sau đó, cô tốt nghiệp đại học, lấy được bằng thạc sĩ ngành nghiên cứu hành chính. Khi còn nhỏ, Sanna Marin chưa từng nghĩ đến việc sẽ tham gia chính trị bởi mặc cảm giai cấp. Tuy nhiên, mẹ cô sau đó đã luôn động viên và giúp con gái củng cố niềm tin, thực hiện mọi ước mơ của mình. Kể từ sau thời điểm này, sự nghiệp chính trị của cô bắt đầu thăng tiến nhanh chóng đến mức được gọi là hiện tượng. Quả là một câu chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều về hai chữ nghị lực đúng không nào? Nếu có anh em nào ngồi đây cũng có cho mình những hoài bão hơi to to thì hãy cứ theo đuổi ước mơ, vì biết đâu, một ngày nào đó ước mơ sẽ theo đuổi lại bạn.
tuổi thơ bình dị cùng tình yêu cổ tích của Nhật Hoàng, Naruhito. Anh em nào ở đây có đam mê các thể loại truyện ngôn tình thì hãy vào đây, tôi mời chúng mình kể cho câu chuyện tình yêu cổ tích của Nhật Hoàng, Naruhito nhé! Ngay từ khi còn nhỏ, Nhật Hoàng Naruhito đã được cha định hướng trở thành một con người hiện đại để phù hợp theo kịp với vị trí Nhật Hoàng trong bối cảnh Nhật Bản đang không ngừng phát triển mỗi ngày. Theo truyền thống Hoàng gia Nhật, con cháu trong hoàng tộc sẽ được gửi tới cho bảo mẫu chăm sóc tại nhà trẻ hoàng gia. Tuy nhiên, cha mẹ của thái tử quyết định phá vỡ truyền thống ấy, tự tay nuôi dưỡng và chung sống cùng với các con dưới một mái nhà. Bà luôn cố gắng để con được lớn lên và phát triển một cách bình thường nhất có thể. Ở tuổi 23, thái tử Naruhito bắt đầu chương trình 2 năm tại Đại học Oxford, Anh, nơi ông có khoảng thời gian hiếm hoi tách khỏi cuộc sống hoàng gia khép kín, ngột ngạt. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của ông. Đặt mục tiêu lập gia đình trước 30 tuổi nhưng lại vỡ kế hoạch, đến khi 33 tuổi, ông mới kết hôn với bà Masako Owada. Giống như cha của mình, thái tử Naruhito cũng phá vỡ quy tắc hoàng gia, dành trọn trái tim của mình cho một người con gái xuất thân thường dân xinh đẹp, học vấn xuất chúng. Người con gái may mắn đó có tên Masako Owada, một nhà ngoại giao tốt nghiệp hạng ưu Đại học Harvard, có thể nói 6 ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy các bạn ạ. Hai người đã gặp gỡ nhau tại một tiệc trà hồi năm 1986. Nhật Hoàng Naruhito đã chờ đợi Hoàng hậu Masako 7 năm khi bà đang học tại Đại học Oxford, nhưng ông đã bị từ chối những 2 lần. Đến lần thứ 3, bà Masako đã chấp nhận lời cầu hôn của Nhật Hoàng Naruhito với lời hứa anh sẽ bảo vệ em suốt đời bằng tất cả khả năng của mình, và cả hai đã kết hôn vào năm 1993. Dù được vun đắp bằng tình yêu ngọt ngào, nhưng cuộc hôn nhân của thái tử Naruhito vẫn vấp phải vô vàn chông gai khi công nương Masako phải vật lộn với áp lực sinh con trai, bởi hoàng gia Nhật quy định con gái không được phép thừa kế ngai vàng. Cuộc sống căng thẳng trong hoàng gia cũng khiến bà bị chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Đúng như lời hứa năm xưa, thái tử Naruhito luôn hết lòng bênh vực và bảo vệ bà Masako khi bà chịu nhiều sức ép từ dư luận. Quả thật là một câu chuyện tình trong mộng phải khiến nhiều người ghen tị. Chị em ngồi đây đã có ai tìm được hoàng tử đích thực của đời mình như vậy hay chưa? Hãy chia sẻ ngay hình tượng hoàng tử của bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá tuổi thơ của các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có cả vị lãnh đạo tài ba và đáng kính của Việt Nam. Có thể thấy một điểm chung của đại đa số các vị nguyên thủ chính là họ có một tuổi thơ không dễ dàng gì, và họ đã phải phấn đấu rất nhiều mới có thể đi đến vị trí đứng đầu một quốc gia như vậy. Thật sự, tôi một chúng mình cảm thấy vô cùng nể phục và cảm động. Có lẽ bản thân chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa các bạn ạ. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với câu chuyện của vị nguyên thủ nào? Hãy comment một cái tên ở bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!